Sinh non thì mình không thể nào mà nói khẳng định là 100% con sẽ khỏe hay là con sẽ yếu ở đây cả. Vấn đề phụ thuộc em bé. Nhưng mà được cái 35 tuần 5 ngày thì mình cũng đỡ lo. Nhưng em bé sinh non chỉ sợ nhất là cái phổi thôi. Sợ suy hô hấp, sợ nhiễm trùng sơ sinh.